Xin chào toàn thể quý bạn đang theo dõi kênh truyền thông của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Ngày nay tôi đang có mặt tại tỉnh Hải Dương để giới thiệu đến quý vị các bạn một công trình nhà biệt thự vườn mái Thái với cái phong cách thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung. Màu sơn bên ngoài đặc trưng là màu trắng và những cái điểm nhấn nét ghi, những cái đường ô cửa sổ giả tại các vị trí mái. Công trình thì được thiết kế đặc trưng là ba mái giống như các công trình nhà vườn mái Thái khác, là có hai mái chính chữ A to và một cái mái tổ chim nhỏ phụ ở phía bên đây. Thì toàn bộ công trình có những cái điều rất là bí mật tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn. Ở bên ngoài công trình thì toàn bộ cái hệ cửa, từ cửa chia phòng và cửa bên ngoài thì đều làm bằng gỗ lim Nam Phi, kết hợp với lại cái pano kính giúp công trình sẽ sang trọng và hiện đại hơn rất là nhiều, bởi vì cái phần kính nó sẽ làm nổi bật hơn cái hình khối kiến trúc của công trình này. Giới thiệu đến quý vị các bạn, cái công trình này có cái hệ cột là cột côn, hai bên cột được xây dựng to bề thế, với cái phần diện tích ngang mặt tiền này là 18m nhân với lại chiều sâu nhà là 10m, rất là rộng nhé quý vị các bạn nhé. Cái công trình này chia ra công năng bao gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ riêng và khu vực bếp, phòng ăn ở bên trong nhà, rất là rộng. Thì mời quý vị bạn cùng tôi đi vào bên trong để khám phá cái hình ảnh kiến trúc bên ngoài công trình này trước, và những cái nét điểm nhấn tôi muốn chia sẻ đến quý vị các bạn. Ở công trình này thì sử dụng cái hệ bậc thềm là bậc ngũ cấp, với cái bản bậc được xây rộng 40cm, rất là rộng, và cái chiều cao bản bậc là 14cm, phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của bộ xây dựng, và mình đi lên rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Hai bên sảnh hiên của công trình này thì được thiết kế hai cái đôn bậc với cái bản rộng to, để nay mai sau khi công trình hoàn thiện xong hết thì gia chủ sẽ đặt những cái chậu cây cảnh cực kỳ đẹp và tuyệt vời vào bên trong công trình này. Mời quý bạn cùng tôi đi vào bên trong để khám phá công năng của công trình. Ở công trình này thì sử dụng cái hệ cửa hai lớp, cửa bên ngoài là toàn bộ bằng gỗ lim Nam Phi đặc, với cái đặc trưng là nét giải quạt đuôi công rất là đẹp, cái hình khối trang trí đặc trưng ở các tỉnh phía bên ngoài miền Bắc. Và bên trong là lớp cửa thứ hai, cửa này cũng được làm từ gỗ lim Nam Phi và kết hợp với lại cái pano kính giúp công trình sang trọng và hiện đại hơn rất là nhiều khi mà mình mở cái cửa lim bên ngoài ra, và cái phô cái cửa kính này ra rất là đẹp thì các bạn có thể thấy. Và một nét nữa là toàn bộ cái đường chỉ bên chạy xung quanh nhà thì được đánh cốt lõm vào một chút và sơn điểm nhấn màu ghi nâu. Mời quý bạn cùng tôi đi vào bên trong để khám phá công năng của công trình này. Vị trí tôi đang đứng đây là không gian khu vực phòng khách của công trình. Đây là toàn bộ cái không gian khu vực phòng khách rộng rãi, được gia chủ trang trí những cái đồ nội thất rất là đẹp, từ trần gỗ và cái bộ không gian bàn ghế phòng khách được làm từ gỗ mun, và chính giữa thì đặt cái tivi để nhìn rõ được toàn bộ cái tầm view của công trình này. Và hành lang phía bên tay trái từ khu vực phòng khách bước vào thì sẽ là khu vực không gian ô phòng thờ, được thiết kế kín đáo, tôn nghiêm của gia đình. Mời quý bạn cùng tôi khám phá những cái không gian tiếp theo. Toàn bộ cái hệ trần công trình này thì sử dụng trần gỗ, và khi mà mình sử dụng gỗ làm cái nét trang trí ở bên trong nhà thì mình bước vào cảm giác không gian nhà rất là ấm cúng và cực kỳ là dễ chịu, có mùi hương thoang thoảng để giải stress sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Và phía cuối hành lang nhà đây sẽ là không gian khu vực phòng ăn, bếp nấu và hai phòng ngủ còn lại. Ở vị trí này thì quý bạn cùng xem, đây là có một phòng ngủ này. Và mời quý bạn của tôi xuống phía cuối nhà để khám phá công năng công trình này nhé. Đây là gia chủ trang trí rất nhiều các bức tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai. Qua cái ô cửa được làm từ gỗ lim Nam Phi và kết hợp với lại cái pano kính ngăn cách giữa không gian phòng bếp và phòng khách. Như vậy thì không gian nhà nó sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều, bởi vì mình chọn kính làm cái vật liệu hoàn thiện. Phía cuối nhà đây thì có một phòng ngủ nữa. Và đây là toàn bộ cái không gian khu vực phòng ăn, bếp nấu, được các kiến trúc sư thiết kế tính toán nó phù hợp với lại cái công năng mong muốn sử dụng của gia chủ. Phía cuối nhà đây thì sẽ là cái không gian cửa đi xuống phần bếp phụ phía bên ngoài và khu vực sân ướt. Vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ hình khối kiến trúc phía bên ngoài cũng như là cái công năng sử dụng bên trong của công trình nhà vườn mái Thái này. Quý vị các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế xây dựng thì hãy liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số online 0386325566. Còn bây giờ xin mời quý vị bạn cùng tôi tiến ra bên ngoài để khám phá lại toàn bộ cái công năng của công trình này thêm lần nữa, và toàn bộ cái phần nội thất không gian phía bên trong, để làm sao mình có một cái không gian
công trình đầm ấm sang trọng. Và quý vị các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng kỹ lại cái hình khối kiến trúc phía bên ngoài công trình này, để quý vị các bạn nào đang chuẩn bị lên phương án thiết kế xây dựng nhà ở mà còn băn khoăn về cái cách thức thiết kế xây dựng nhà, lên phương án thiết kế, thì có thể lấy đó làm những cái ý tưởng trang trí ngôi nhà mình trở nên độc đáo hơn rất là nhiều. Đây là toàn bộ cái hệ cửa gỗ lim nam phi này, cửa hai lớp rất là chắc chắn và vừa đảm bảo về an ninh này, vừa đảm bảo về cái nét thẩm mỹ của công trình này. Còn đây là khu vực sảnh hiên rộng rãi, bề thế được thiết kế tôn cao lên với cái hệ bậc là bậc ngũ cấp, bề thế sang trọng. Hai bên trụ cột côn cực kỳ là rộng và điểm nhấn phía bên dưới được ốp những cái gạch màu nâu rất là đẹp. Thì qua video này xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc đã biết đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Quý các bạn nào nếu mà đang cứ băn khoăn trong quá trình thiết kế xây dựng nhà ở thì có thể liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566. Đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ về trực tiếp tại gia đình quý các bạn, khảo sát hiện trạng đất, lên phương án thiết kế, tư vấn thêm về những cái cách thức làm việc để làm sao mà quý các bạn khi xây dựng nhà ở sẽ có một cái công trình đảm bảo nhất về kết cấu này, giảm thiểu đi những cái chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng. Cảm ơn toàn thể quý khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng công ty thiết kế nhà đẹp Green. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.